chào đón các thầy cô là lãnh đạo của phòng giáo dục, đại diện ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo trong và huyện để nhìn các em nhân viên chào mừng. Trước khi vào giờ học, cô mời các em cùng khởi động bài hát Dạy bé món ăn. Trong khi khởi động, các em hãy lắng nghe bài hát có nhắc đến những món ăn nào nhé. Một tràng vỗ tay khen chúng.